Em lên cho tất cả các bác một combo để làm loa sự kiện nhá. Nắp loa phi thuyền, loa array, loa hỏa tiễn. Nói chung là các cái mẫu leo phun đơn và phun đôi. Thì các bác có thể nắp các cái mẫu leo như thế này. Nếu như ta lắp phun đôi thì ta chỉ có thêm một cặp bát nữa mà ta thay cái phân tần thôi. Đây là thùng loa của LG, đây là bát leo nhá. Phân tần của mã là SH820N. Tép này là neo khối của BNC, cốc của nó là cốc nhôm và cái lõi của bên trong của nó để đỡ cái côn ấy thì là bằng kim loại khai từ viền đồng. Đây là leo của nó là các bác có thể gọi là 850 hay 750 cũng được. Nhưng thực chất của nó, cái tép này của nó là côn của nó là 75. Đây là hai miếng kẹp lỗ này, cái viên từ leo là viên ở giữa đây này. Nó là từ leo, nó độ nhạy cao 500 vĩnh cửu. Đấy, đây là từ leo này. Còn cái phân tần ở bên trong thùng loa này. Cái phân tần này có mã là SH820N này. Hai chở nhôm có bo chống cháy là 75 co re đây. Bát và check in là đường vào. Các bác chỉ cần nhún xuống kẹp dây vào là xong nhé. Đây phân tần nhập khẩu nhà máy Trung Quốc, công suất lên tới 1000W cơ mà. Thao mà chịu đòn nhá. Và bát của LG, bát leo này. Dòng này em có bát 25, 30 và 40. Từ leo giống như thế này luôn, nhưng mà nó là miệng khác nhau cái vành bát. Màng sơn dầu bóng và gân 3 gân. Bát này của nó là côn 76, từ leo của LG 12ND680. Côn 76, hàng chính hãng công ty. Nguyên cả cái combo cho tất cả các bác. Em set cho các bác một combo này rất là hay. Và chỉ có giá là 6.200.000 một bộ combo này, gồm có bát, check và phân tần. Giá đang cực kỳ tốt cho bộ combo này luôn thôi. Thì các bác có nhu cầu đến sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp cho em. Mua bát, bán check, mua phân tần, bán phân tần. Anh em cần sửa chữa thay thế thùng loa thì cứ liên hệ cho em. Cần ráp thành phẩm, cần mua cả combo cứ liên hệ trực tiếp cho em để em tư vấn cho tất cả các bác nha.